Hello, xin chào mọi người. Hôm nay có một chị khách hàng qua DK để kiểm tra lại đôi môi của mình sau hơn 3 tháng đã thực hiện phun môi tại DK. Thì chúng ta sẽ cùng giao lưu và trò chuyện với chị một chút để xem cái quá trình phun môi tại DK xong thì chị sẽ thấy mọi thứ thay đổi như thế nào nhé. Dạ, em chào chị ạ. Rồi, chị chào em. Chị có thể gửi một lời chào đến các bạn đang theo dõi livestream này được không? Chị chào tất cả mọi người nha. Các bạn ơi, chị ơi, với những cái mà chị đã thực hiện tại DK là phun môi á, thì chị có thể nêu một chút về cái tình trạng môi ban đầu của mình cho các bạn đang theo dõi livestream được rõ hơn không ạ? Ban đầu môi của chị thì rất là thâm. Qua hai lần đi thử thâm với làm môi, chị thấy là đến giờ là chị thấy là rất là ưng. Dạ vâng ạ. Thì em xin phép chị em sẽ chia sẻ một chút cái tình trạng môi ban đầu của chị cho các bạn thêm một chút nhá. Dạ vâng. Thì đây là tình trạng môi ban đầu của chị. Thì chúng ta có thể thấy như chị chia sẻ thì môi chị ban đầu rất là thâm. Đẹp, chúng ta có thể thấy rõ là môi rất là thâm, có thể nói là thâm hơi tím và hơi tái một chút luôn. Và sau khi thực hiện phun môi phủ xương 3D tại DK thì đây là kết quả của chị sau hơn 3 tháng khi màu môi đã ổn định ạ. Thì ống kính zoom cận một chút cho em nhé. Chúng ta có thể thấy là phần môi thâm của chị thì đã được xử lý hoàn toàn này. Môi thì cũng căng hơn, mọng hơn. Và đặc biệt là màu môi thì bây giờ trở nên là rất là trong trẻo. Môi thì của chị thì đã đẹp hơn, tự nhiên hơn rất là nhiều. Khuôn môi của chị thì cũng trở nên xinh hơn rất là nhiều. Chị ơi, thì mình cảm thấy như sau khi mà mình thực hiện phun môi tại DK xong ấy thì mình có cảm thấy như thế nào hả chị? Chị cảm thấy là rất là hài lòng. Hài lòng ạ. Mình có cảm thấy là môi nó đẹp lên rất là nhiều. Đúng ạ. Thì mình đi đâu các thứ mình có được khen tự tin hơn, có nhiều người hỏi thăm. Dạ vâng. Thì không biết mọi người hỏi thăm thế thì chị có giới thiệu mọi người qua DK cho bọn em không? Có chứ. Vâng. Thì với những cái sự hài lòng của chị thì chị có một đôi vài lời gì đấy gửi tới đội ngũ DK không ạ? Và đặc biệt là chuyên gia thực hiện phun môi cho mình ấy chị. Ừ, chị rất là cảm ơn đội ngũ, rất là nhiệt tình. Vâng ạ. Tư vấn rất là tốt. Dạ vâng. Và đến bây giờ chị đã được cái cặp môi là rất là xinh. Vâng ạ. Chị hoàn toàn hài lòng đúng không? Chị rất là hài lòng. Dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ của chị nhá. Thì em mong rằng là chị sẽ giới thiệu thêm nhiều khách nữa cho DK chị nhá. Rồi, nhất trí. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Và bất kể các bạn nào có muốn có hay là một cặp đôi môi xinh, cặp mày xinh hay là có bất cứ vấn đề gì về mày môi mí thì hãy inbox cho fanpage để được tư vấn cũng như hỗ trợ nhanh nhất nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.